thì không thể không có quả báo thế xuất thế gian chân tướng nói rõ ra rồi chẳng qua là nhân duyên quả báo mà thôi cho nên nhà phật thường nói dạng pháp dây không nhân quả bất không nhân quả vì sao bất không nhân quả chuyển biến bất không cái chuyển biến này là sát na đang chuyển biến mỗi niệm không trụ nhân quả tiếp nối bất không nhân quả tuần hoàn bất không phật đối với những sự thật này hiểu rõ được rất thấu triệt rất rõ ràng khuyên chúng ta tu thiện khuyên chúng ta đoạn ác vì thì chúng ta niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh độ ở trong kinh này khi vừa mở đầu phật liền dạy bảo chúng ta phương pháp tu hành căn bản chúng ta có làm được hay không khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người nếu như chúng ta niệm phật cầu sanh tịnh độ còn ngày ngày nói lỗi của người khác Bạn tương lai giảng sanh đến nơi nào vậy? Giảng sanh đến địa ngục cắt lưỡi Chắc chắn không phải thế giới cực lạc Ngày ngày kêu khích phải quấy quả báo ở núi đau dạt dòng làm gì có thể giảng sanh khéo giữ thân nghiệp không mất oai nghi khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm ba câu này là phương pháp tu hành căn bản chính là thập thiện nghiệp đạo thập thiện nghiệp đạo là cái gì là tịnh nghiệp tam phước thực tiễn cái phước thứ nhất phật ở trên kinh quán vô lượng thọ phật dạy bảo vi đề hy phu nhân phương pháp cầu sanh tịnh độ vừa mở đầu thì giảng tình nghiệp tam phước hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp bốn câu nói này là căn bản giáo hóa chúng sanh của mười phương ba đời tất cả chư phật phật pháp là gì phật pháp là hiếu thân tôn sư bắt đầu từ ngay chỗ này cũng đến ngay chỗ này viên mãn hiếu thân tôn sư làm đến viên mãn con người này liền thành phật hiếu thân tôn sư Quyết không phải chỉ treo ở trên cửa miệng. Phải thực tiễn. Thực tiễn ở chỗ nào? Thực tiễn ở từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cho nên, nhà Phật thường nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. bạn xem thấy cái đầu tiên từ tâm bất xác đó là gốc không chỉ không sát hại tất cả chúng sanh làm cho tất cả chúng sanh sanh phiền não lỗi lầm của bạn liền sanh khởi người chân thật đầy đủ tâm từ bi chắc chắn sẽ không khiến cho tất cả chúng sanh vì ta mà sanh phiền não xử lý nhân tình thế gian thay đổi khó dò chúng ta cùng ở với người thường hay làm cho người rất lấy phiền não đây là việc không thể tránh khỏi do nguyên nhân gì nguyên nhân tập khí từ vô lượng kiếp chúng ta qua lại với người đều có nhân duyên không có duyên chắc chắn sẽ không tương phùng sẽ không quen biết chỉ cần tương phùng quen quyết Đều là có duyên phận Cái duyên phận này Rất phức tạp, rất rối rắm Ở trên kinh Phật đem nó quy nạp lại làm bốn loại lớn Báo ân, báo oán Đòi nợ, trả nợ Chúng ta tiếp xúc cùng với tất cả chúng sanh Luôn không ngoài bốn loại lớn này vô lượng kiếp đến nay chúng ta cùng vô lượng vô biên chúng sanh đã kết những cái duyên thiện ác này sau khi gặp được làm sao có thể dễ qua khi không giác ngộ thì làm thế nào hoàn toàn tương báo không thể kết thúc phiền phức chính ngày chủ này người giác ngộ thì dễ xử lý như hứa triết đây là một đại biểu cho một người giác ngộ Người giác ngộ gặp phải tất cả không như ý, không nên trách họ. Quay đầu lại phản tỉnh, đích thực ta làm chưa đủ tốt, ta làm ra tại vì sao khiến cho họ không dự ý. Nếu như chính mình cải tiến, quyết không trách cứ người khác. nhà phật có một câu nói quay đầu là bờ quay đầu là gì không nên thấy người khác thấy chính mình không nên trách người khác và trách chính mình chúng ta chính mình mới được cứu chính mình mới có thể được độ nếu như đều cho rằng chính mình không có sai lầm sai đều là ở nơi người khác bạn nghe đời này không có hy vọng giảng sanh. Bạn ngay đời này khẳng định vẫn là đọa lạc sáu cõi ba đường. Niệm Phật có niệm được tốt hơn chỉ là kết cái duyên với A-di-đà Phật trong A-lại giá thức trồng xuống hạt giống Phật. Cái chủng tử này Tuy là chủng tử Kim Cang vĩnh viễn bất hoại Thế nhưng Lão cư sĩ Lý Bĩnh Nam Ở trong mi chú của Kinh Vô Lượng Thọ Viết được rất hay Khó tránh được Nhiều kiếp luân hồi Đây là thật, không phải là giả. cho nên chúng ta nhất định phải có tâm cảnh giác cao độ cái pháp môn này không dễ dàng gặp được trên kinh thường nói thân người khó được phật pháp khó nghe trên kệ khai kinh chúng ta ngày ngày đọc trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp đây đều là lời chân thật Chúng ta lỡ qua cơ hội lần này Lần sau gặp lại nữa Có thể là trăm ngàn dạng kiếp Trăm ngàn dạng kiếp luân hồi Trong sáu cõi ba đường Cái khổ đó có thể chịu đủ rồi Cho nên chúng ta nghĩ đến chỗ này Tâm cảnh giác tự nhiên Liền hiện tiền Tự nhiên liền có thể đời khởi triệt để cải lỗi chân thật hồi đầu ngày trước có nội với tam bảo bán phật bán pháp bán tăng làm cái việc việc phật pháp phá hòa hợp tăng đây đều là tội nghiệp của a tỳ địa ngục chỉ cần hiện tại chúng ta vẫn còn một hơi thở cái hơi thở này vẫn chưa dứt liền có thể sám hối liền có thể hồi đầu phải thật sám hối không nên để ý đến sĩ diện vì thì có ích gì vẫn là phải đọa ba đường ngày trước ta bán tham bảo Ta làm thế nào sám hối Quay đầu lại Ta phải tán tháng, tán Tam bảo Ngày trước ta phá hòa hợp tăng Hiện tại ta phải ủng hộ hòa hợp tăng Đi gọi là chân sám hối Không phải ở trước Phật Cầu đảo kỳ nguyện Con sám hối, con sai rồi Ở bên ngoài không nói với người một câu nào Vì thì không hữu dụng Cho nên sám hối Nhà Phật gọi là phát lầu sám hối thẳng thắn tuyên bố với mọi người chính mình sai rồi từ nay về sao ta thay đổi từ làm mới vậy mới tính đến trước mặt đại chúng chỉ lo thể diện vì thể diện mà không dám nói ở trước tượng phật bồ tát thì thầm thỏ thẻ thì thầm nửa ngày cũng không ít gì Từ Pháp sám hối Không biết được cách tu như thế nào Cần phải đem lỗi lầm của chính mình nói ra Cho nên chúng ta vào mấy tháng trước Xem thấy trên báo chí Giáo Hoàng La Mã Giáo Tôn Sám hối với người trên toàn thế giới nói tín đồ thiên chúa tín đồ thiên chúa trên toàn thế giới vào ngày trong một ngàn năm trước đã làm ra rất nhiều việc sai lầm đặc biệt là kỳ thị các tôn giáo khác ông đã nói ra hy vọng ngay trong một ngàn năm này thay đổi tự làm mới phải học tập với các tôn giáo khác việc này rất khó làm được người xưa chúng ta thường nói con người không phải thánh hiền thì ai mà không lỗi lỗi mà có thể sửa thì không gì tốt hơn cho nên chúng ta ở trong quán kinh xem thấy vua a xà thế tạo tội năm nghịch mười ác Ông vào lúc lâm chung Chân thật sám hối Chân thật cải đổi Ông niệm Phật giảng sanh Thượng phẩm trung sanh Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này Đều rất là kinh ngạc Đây chính là ngạn ngữ Chúng ta thường nói Làng tử quay đầu vàng không đổi Ông là một đứa con hư Thế nhưng ông ngày nay chân thật biết cải đổi Chân thật quay đầu rồi Đó thật là một người tốt Giờ thời xưa ở Ấn Độ Bồ Tát Thiên Thân Năm xưa học tiểu thừa Hủy bán đại thừa Vì sao tiếp nhận lời dạy của anh trai Giác ngộ rồi Sám hối với Phật Cầm dao chuẩn bị cắt lưỡi của mình Anh trai của ông Càng ngăn ông Em cắt lưỡi làm gì Em sai rồi Đã nói ra rất nhiều lời Hủy bán đại thừa Anh trai ông nói Em ngày trước dùng lưỡi này hủy bán đại thừa vì sao ngày nay em không dùng cái lưỡi này để tán tháng đại thừa? Ông bỗng chốc liền tường tận. Vì vậy, tạo ra 500 bộ luận tán tháng đại thừa. Đây gọi là chân thật sám hối. Biểu hiện hành động chúng ta xem thấy đầy sư ngẫu ích thời cần đại Đại sư ấn quan khi còn trẻ đọc sách nho bán phật pháp vì sao hiểu rõ rồi giác ngộ rồi sám hối quay đầu lại không chỉ không bán phật pháp còn Thế Pháp xuất gia Hoàng Dương Phật Pháp Đây mới gọi là chân thật sám hối Chúng ta làm sai sự việc Ngày trước hãm hại người khác Hiện tại chân thật hiểu rõ rồi Quay đầu lại Ta phải làm thế nào Để bồi thường lại người ta bị hại ta phải làm thế nào giúp đỡ họ đây mới gọi là chân sám hối không có hành động đều là thuộc về giả dối không có biểu hiện hành động hay nói cách khác vẫn chưa có giác ngộ vẫn chưa có quay đầu Nói được dễ nghe hơn Cũng không ít gì cho dù là phát tâm ra Giảng kinh nói pháp Ngay trong tầm mắt Vẫn là xem thường người khác Muốn tích chút công đức Chuột tội Không thể chuột được Tội nghiệp của bạn quá nặng rồi Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi chân thật cứu độ bạn bạn chính mình phải giác ngộ bạn thật phải quay đầu đạo lý trong kinh vô lượng thọ nhất định phải để ở trong tâm giáo huấn của mỗi câu, mỗi chữ trên Kinh Vô Luận Thọ. Quyết định phải thực tiễn vào ngay trong cuộc sống. Phải đem nó làm cho được. Đây gọi là chân sám hối. Ngày ngày niệm. Bạn liền niệm trên một dạng biến. Trong tâm của bạn, đối với tất cả mọi người, vẫn còn có ý hận đối với tất cả việc vẫn có ý niệm không vừa ý bạn vẫn chưa quay đầu bạn chưa sám hối bạn đáng phải đòi lạc thế nào vẫn phải đòi lạc như thế đó Phật ở trên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Vì bảo chúng ta Rất thù thắng Rất đơn giản Rất tường tận Khai thị Hiện tại chúng ta vừa giảng đến cái đoạn này Cho nên tôi vừa xem thấy rất nhiều đồng tu từ các nơi đến. Sáng sớm hôm nay không đi tham gia hội sáng của chúng ta. Tôi đem đoạn kinh văn này lặp đi lặp lại. Hy vọng các vị có duyên nghe được. Cái đoạn kinh văn này có thể nói là trên kinh vô lượng thọ nói được rất tường tận. thập thiền nghiệp đạo kinh là một cái tổng kết phật nói bồ tát có một pháp có thể đoạn tất cả các khổ đường ác ba cõi sáu đường có thể dĩnh đoạn phương pháp gì vậy gọi là ngày đêm ngày đêm không thể gián đoạn thường niệm tư duy quán sát thiện pháp cái thiện pháp đó thường quán sát chúng ta nói rõ ràng nói tường tận một chút thường niệm thiện pháp thì tâm của bạn thiện Tư duy thiện pháp Tư tưởng của bạn thiện Quán sát thiện pháp Hành vi của bạn thiện Ngôn hành thiện Phía sau Phật lại thêm vào một câu Không để Chút nào bất thiện xen tạp Chúng ta ngày nay Có không ít người đang thu thiện Thế nhưng Xen tạp bất thiện quá nhiều cho nên cái thiện của bạn không thành lập. Trong thiện, xem tạp bất thiện, đem cái thiện cũng biến thành bất thiện. Người xưa gọi là đề hồ. Đây là loại thức uống tốt nhất. Thức uống cao đẳng nhất là thiện. Trong đó thêm vào chút độc dược toàn bộ đều biến độc dược. Không thể nào xem tập chút gì bất thiện. Ở sau cùng, Phật nói rõ, cái gì gọi là thiện pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Bạn xem trong tình nghiệp tam phước, Nói từ tâm bất sát Tu mười nghiệp thiện Đây là đại căn đại bổn Hành môn của chúng ta Không có cái nền tảng này Pháp môn niệm Phật Bạn chính là đem Kinh Vô Lượng Thọ Giảng được có tốt hơn Giảng được hoa trời rơi rụng Cũng không thể giảng sanh Một ngày niệm mười dạng danh Phật hiệu Một ngày giảng mấy bộ kinh điển Bạn mười thiện không làm được Trong đó xem tạp độc dược Cái đạo lý này Chúng ta phải cố gắng nghĩ tưởng chân tướng sự thật nghiệp dân quả báo chúng ta phải tỉ mỉ quan sát sau đó mới chân thật tường tận chúng ta niệm một câu a di đà phật vì sao niệm đi đến địa ngục bạn mới chân thật làm cho tường tận làm cho rõ ràng a di đà phật không hề sai tâm của bạn hỏng rồi a di đà phật là thiện pháp trong tâm của bạn nhiều thứ bất thiện xen tạp bất thiện ở trong thì không được không cho phép xen tạp là cái đạo lý như vậy chúng ta thường xem thấy trong kinh điển thiện nam tử thiện nữ nhân Cái xưng hô này Là đối với chúng ta phải không Chúng ta chính mình nghĩ tưởng Ta thiện hay không Tiêu chuẩn của thiện Mức độ thấp nhất Chính là phước thứ nhất Của tình nghiệp tam phước Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Đây là trên kinh mới nói thiện nam tử, thiện nữ Nhân của hạ phẩm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân của trung phẩm. Vậy thì phải thọ trì tam quy. Cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Thiện nam tử, thiện nữ nhân của trung phẩm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân của thượng phẩm. Còn phải thêm vào cái điều sau cùng phát bồ đề tâm thâm tính nhân quả độc tùng đại thừa khuyến tấn thành giả đây là thiền nam tử thiền nữ nhân của thượng phẩm có điều kiện không phải nói tôi học phật rồi tôi chính là thiền nam tử thiền nữ nhân làm gì có việc dễ dàng đến như vậy chính mình đưa thân phận của chính mình lên cao kỳ thật đều là không phải rồi phật pháp có tiêu chuẩn của nó tồn tại hơn nữa cái tiêu chuẩn này rất rõ ràng cho nên chính mình nhất định phải nỗ lực phản tỉnh ta có cái tư cách của thiền nam tử thiền nữ nhân hạ phẩm này hay không nếu như có hạ phẩm chắc chắn có thể giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư thế giới tây phương cực lạc thiện nam tử thiện nữ nhân của trung phẩm giảng sanh cõi phương tiện hữu dư thiện nam tử thiện nữ nhân của thượng phẩm giảng sanh cõi thật báo trang nghiêm hy vọng các vị đồng tu nhất là từ bên ngoài đến sau khi nghe rồi Trở về nói rõ Cho các đồng tu niệm Phật chúng ta nghe Không nên hiểu sai lầm Khi hiểu sai rồi Khi đời này niệm Phật không thể giảng sanh Đây là Đại sư Thiền Đạo nói Gặp duyên không đồng Bạn không gặp được thiện duyên Bạn không đem cái sự việc này Làm cho rõ ràng, làm cho tường tận cho nên tu cả một đời vẫn cứ không có được thiền quả. Do đây có thể biết ác không thể không đoạn, tâm hại người chắc chắn không thể có, ý hiểm ghét người cũng không thể có. Đem ý niệm của chúng ta Chuyển đổi 180 độ Thuận là Lợi ích chúng sanh Lợi ích xã hội hộ trì chánh pháp Thì chúng ta chắc chắn được sanh tình độ Mỗi niệm không còn nghĩ chính mình. Mỗi niệm nghĩ tưởng người khác. Ngày trước, người hiểu lầm ta. Người nhục mạ ta. Người hãm hại ta. Chúng ta chỉ có cái tâm cảm ơn đối với họ. Chắc chắn không có chút tâm oán hận. không những không có chút tâm oán hận khi họ có khó khăn khi cần đến giúp đỡ chúng ta nhất định chủ động toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ họ cần phải khiến cho tâm hạnh của chúng ta làm đến thuần thiện nhà nhỏ nói chỉ ư chí thiện đời sống của chúng ta mới chân thật hạnh phúc mỹ mãn đời sống của chúng ta tiếp cận chư phật bồ tát sinh hoạt ngay trong trí tuệ viên mãn không xanh phiền não Chúng ta đọc Đàn Kinh Xem thấy Đệ sư Huệ Năng Khi lần đầu gặp Hòa Thượng Hằng Nhẫn Ngũ Tổ Ngài nói với Ngũ Tổ Trong tâm đệ tử Thường sanh trí tuệ Tôi tiếp xúc Phật giáo là năm 26 tuổi Xem quyển kinh đầu tiên chính là Đạn Kinh Tôi xem thấy cái câu này Tôi vô cùng cảm khái Quay đầu nghĩ lại Nếu như tôi gặp được sẽ nói Trong tâm đệ tử Thường sanh phiền não Người ta không sanh phiền não Thường sanh trí tuệ Vậy thì còn gì bằng không Cho nên Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng Ngũ Tổ liền đem y bác truyền trao cho Ngài Tại vì sao không truyền cho người khác Người khác đại khái cũng giống như ta Trong tâm đệ tử thường sanh phiền não Bao gồm thần tú ở trong đó Đều vẫn đang sanh phiền não Làm bài kệ Làm đến nửa ngày sau khi giết ra rồi Trong lòng vẫn còn thấp thỏm không an Đó là thường sanh phiền não rồi Không sanh trí tuệ Không dễ dàng Mỗi niệm không vì chính mình Mỗi niệm vì chúng sanh Vì xã hội Vì chánh pháp cũ trụ Con người này Mới không sanh phiền não Mới là chân thật sanh trí tuệ Người chân thật sanh trí tuệ quyết định ngày ngày sám hối ngày ngày cải lỗi ngày ngày tiến bộ cho nên cải tiến cải lỗi thì tiến bộ rồi không thay đổi thì làm sao có thể tiến bộ nếu muốn tiến bộ ngày ngày phải cải lỗi nếu muốn cải lỗi ngày ngày phải biết lỗi Biết lỗi Chính là nhà Phật gọi là khai ngộ Bạn chân thật giác ngộ rồi Biết được chính mình lỗi lầm Cái lỗi là công phu Bạn chân thật đang tu hành Biết lỗi mà không chịu sửa cãi Tuy là khai ngộ rồi Không tu hành không ít gì Quả báo vẫn tự chịu nói ra nhiều lời như vậy ý nghĩa vẫn chưa nói được thấu triệt tôi không biết các vị đồng tu nghe rồi có thể thể hội được mấy phần chỗ này là nói niệm phật niệm phật phải niệm bằng cách nào Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong niệm Phật viên thông chương dạy cho chúng ta phương pháp có tám chữ. Gồm nhiếp sáu căn tình niệm tương tục. Cái gọi là gom nhiếp sáu căn. Câu nói cùng Mệnh tử đã nói học vấn chi đạo vô tha cầu kỳ phóng tâm nhi kỷ tâm của chúng ta đều phóng ra bên ngoài mắt thấy sắc tâm liền chạy đến nơi sắc tay nghe tiếng tâm liền chạy đi nghe tiếng mạnh phu tự nói cái gì là học vấn bạn có thể đem tâm tán loạn bên ngoài thâu nhiếp lại đây là học vấn cách nói này cùng ý nghĩa của gom giúp sáu căn hoàn toàn như nhau đơn giản mà nói gom tâm Cũng chính là chúng ta bình thường nói Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là gom nhiếp sáu căn Sau đó, cái niệm đó mới là tịnh niệm Tâm thanh tịnh rồi Tâm thanh tịnh niệm Phật Thì gọi là tịnh niệm trong tâm thanh tịnh chắc chắn không có chút nào xen tạp tâm thuần thiện tâm thuần tịnh không có chút nào ô nhiễm chúng ta đơn giản giới thiệu nói rõ thanh tịnh buông xả tự tư tự lợi buông xả phải quấy nhân ngã Buông xả danh vọng lợi dưỡng Buông xả tham sân si mạng Tâm của bạn thanh tịnh Chỉ cần có những thứ này Có chút nào xen tạp bên trong Tâm của bạn liền không thanh tịnh Tâm không thanh tịnh Sanh phiền não Không sanh trí tuệ Cho nên tôi thường hay khuyến khích đồng tu chúng ta các vị mọi người đến nơi đây phát Phát tâm học giáo Phát tâm Tương lai là một vị Pháp Sư Giảng Kinh Hoàng Pháp Pháp Sư Giảng Kinh Muốn đem Kinh Giảng cho tốt Nhất định phải khai trí tuệ Muốn khai trí tuệ Nhất định phải đoạn phiền não không nên có chút nào Tự tư tự lợi Phải quấy nhân ngã Tham sân si mạng Năm dục sáu trần Có một chút xíu này xem tạp Kinh của bạn liền giảng không tốt Cho nên tôi thường hay Phụng khuyến mọi người Phát tâm giảng kinh Nhất định phải phát tâm buông giả tất cả chấp sự trong tự diện không nên đi làm cái gì là hội trưởng hội Phật giáo làm trụ trì phương trường gì đó vừa làm thì xong rồi chắc chắn bạn mất đi tâm thanh tịnh bạn bị ô nhiễm rồi bạn phải có thể nắm chắc lấy phải gìn giữ được tiền tài một xu cũng không cần đến vì sao vậy ô nhiễm tài sắc danh thực thùy thấy đều là ô nhiễm bạn phải đem nó bỏ sạch sẽ ngay đời này kinh bạn liền giảng được tốt bạn liền giống như phật đà vậy rộng độ chúng sanh đời sống của chính mình nhất định phải giữ lấy thanh bần quyết không phan duyên cho nên bồi dưỡng nhân tài của nhà phật lần trước hội phó hiệp hội phật giáo trung quốc cư sĩ đao thuật nhân đến đây thăm viếng cùng chúng ta bàn luận về việc của lớp bồi dưỡng tôi liền kiến nghị với ông chúng ta bồi dưỡng nhân tài giảng kinh hoàng pháp ở trung quốc có hai lớp bồi dưỡng là đủ rồi ngoài ra một loại là lớp bồi dưỡng chấp sự am đường tự diện số người này phải nhiều trung quốc tự diện am đường rất nhiều bồi dưỡng nhân tài quản lý người quản lý không cần giảng kinh nói pháp người nói pháp thì không nên tham dự quản lý phải chuyên phải phối hợp phật pháp chúng ta mới được cứu Cư sĩ Lâm là một tấm gương rất tốt. Quản lý là cư sĩ Lý Mộc Nguyên giảng kinh thì tôi gánh trách nhiệm. Tôi không can thiệp ông ấy, ông ấy không can thiệp tôi. Chúng tôi hai bên phối hợp mật thiết thì đạo tràng này hưng dược lên. Quyết định không nên nói. Pháp sư giảng kinh thì cao hơn người một bậc, người quản lý thì thấp một bậc, vậy thì sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Trong Kinh Đại Niết Bàn Phật nói được rất rõ ràng Pháp Sư Giảng Kinh Thấp một bậc Người quản lý cao một bậc Cho nên Công đức Hộ Pháp Siêu dược hoàng Pháp Bạn phải hiểu được cái đạo lý này Hoàng Pháp là người nào Giống như giáo viên trong trường học vậy Người quản lý là gì Là hiệu trưởng Đổng sư trưởng Nếu họ không lập trường học Nếu không mời thỉnh bạn đến dạy học Bạn bản lĩnh cả người Cũng không có chỗ phát huy Cũng không ít gì Cho nên nhất định phải hiểu được Người quản lý So với người giảng kinh hoàng pháp Đích thực là cao hơn một bậc Chúng ta phải nương vào họ Nhất định phải tôn kính họ hiện tại người hiểu được cái đạo lý này rất ít điên đảo rồi đêm giáo viên xem được rất cao hiệu trưởng động sự trưởng đều quên mất ngó cũng không thèm ngó họ vậy thì làm sao được phật giáo làm sao mà không suy làm thế nào cải biến quan niệm của mọi người chúng ta giáo viên giảng kinh làm từ chính mình chúng ta chính mình cung kính nhân viên hộ pháp chúng ta tri ân báo ân cái đầu tiên chúng ta phải báo ân chính là báo ân nội hộ chúng ta ngày nay giảng kinh ở cư sĩ lâm dạy học ở cư sĩ lâm lâm trưởng của cư sĩ lâm trong hội động sự của cư sĩ lâm những vị chủ tịch này đây là đại ân nhân thứ nhất của chúng ta cư sĩ lâm từ trên đến dưới cho đến những người làm công quả bao gồm người hộ pháp công đức đều không thể nghĩ bàn người ở trong đây thiếu đi một công đức chúng ta không viên mãn người chủ yếu nếu như thiếu pháp hội này không thể thành tựu cho nên bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Thế Tôn năm xưa ở đời, đem nhiệm vụ hộ pháp, ủy thác cho quốc dương đại thần. Quốc dương đại thần hộ pháp, Phật Pháp mới hưng dưỡng. Chúng sanh mới được độ. Hoàng Pháp, Hậu Pháp, Tương Bổ, Tương Thành. Giáo dục Phật giáo, Phổ Cập, Xuân Thành, Quốc Thái, Dân An. Nhân dân có trí tuệ. Tiếp nhận huân đạo của Phật giáo. họ hiểu được bố thí họ hiểu được trì giới bố thí là cái ý gì dùng lời hiện đại mà nói họ hiểu được xã mình vì người vì đại chúng xã hội phục vụ bố thí là vì đại chúng xã hội phục vụ trì giới là thủ pháp nhẫn nhục là tâm nhẫn nại tinh tấn là tiến thủ thiền định là trong tâm có chủ kiến chủ tể quyết không bị hoàn cảnh bên ngoài làm dao động Trên Kinh lặng Nghiêm Thế Tôn nói rất hay Đích chỉ Thời đại hiện tiền này Thời kỳ mạt Pháp Tạ sư đối Pháp Nhiều như các sông hành Câu nói này Dùng lời hiện đại mà nói Xã hội ngày nay Mỗi mỗi giai tầng Không được là nhân sự không luận là hoàn cảnh vật chất Sức mạnh mê hoặc quá to, quá lớn Loại mê hoặc này Chính là ở trên Kinh Phật nói Tà Sư nói Pháp Họ không phải là chánh Pháp Họ dạy bạn cái gì? Dạy bạn tự tư, tự lợi Vậy bạn tham sân si mạng Vậy bạn chuyên đi làm cái việc Tổn người lợi mình Đây là ma Đây là tà đạo Đây là tà pháp Phật Bồ Tát không phải vậy như vậy Phật Bồ Tát dạy chúng ta Xả mình vì người hoàn toàn tương phản với ma. Ma chuyên môn phá hoại việc tốt của người. Ma chuyên môn phá hoại thiện pháp của người. Ma quá nhiều cư sĩ lý mộc nguyên phát tâm muốn xây một thôn di đà biết bao nhiêu lần đều bị chướng ngại đều không thể thành tựu buổi trưa hôm qua chủ tịch đức giáo mời tôi ăn cơm trưa chúng tôi từ 12 giờ trưa Ăn đến 3 giờ chiều Nói đến cái gì? Ma chứ Việc tốt nhiều dày dò Đức giáo của họ Cũng làm không ít sự nghiệp từ thiện Không có việc nào là thuận lợi Tôi ở bên cạnh nghe Rất có cảm khái Việc tốt nhiều dày dò Ma chướng từ đâu mà có Xem thấy bạn cái đạo tràng này hưng dường Người nhiều như vậy Cúng dường nhiều như vậy Người khác bên cạnh xem thấy khó chịu Luôn là nghĩ ra hết cách để gây phiền phức Cho nên chướng ngại vô cùng nhiều Năm nay làm việc tốt Có chướng ngại Làm việc xấu không có chướng ngại làm việc xấu có rất nhiều người thành tựu bạn Đến giúp đỡ bạn Đây chẳng phải là Trên Kinh Phật nói Ma đến chứ đạo Ma hy vọng bạn Hướng vào ba đường mà đi Họ xem thấy khoa nghĩ Siêu diệt sáu cõi Siêu diệt mười pháp giới Họ hận thấu xương Chúng ta hiện tại là ngày ngày khó qua được với họ, chính là muốn hướng lên trên mà đi, không hướng xuống mà đi. Chịu đến rất nhiều chướng ngại, chúng ta chính mình phải rõ ràng, phải tường tận. Một câu A Di Đà Phật niệm tốt, bạn phải rõ lý. Phải hiểu được kinh vô lượng thọ, hoặc giả là đại đạo lý trong năm kinh một luận đã nói Bạn không thể nào thông đạt tường tận Thì không được Bạn Phật niệm sẽ không tốt Phương pháp giáo huấn trong đó Làm thế nào vậy chúng ta Phục phiền não Ghi nhớ là Tình niệm liên tục Làm thế nào làm đến tình niệm Then chốt ở trong cái chữ tình này cái pháp môn này là pháp môn tịnh độ tâm tịnh thì cõi phật tịnh cho nên chúng ta phải suy xét nhiều tâm của chúng ta không tịnh pháp môn này tuy là tu học chỉ là trồng một thiện căn mà thôi ngay trong đời này không thể thành tựu nhất định phải làm đến tâm tịnh sau khi tâm tịnh quan trọng nhất là liên tục tương tục là gì vĩnh viễn gìn giữ không thể nói hôm nay ta tâm thanh tịnh rồi ngày mai thì lại phóng vật liền quay trở lại rồi gì thì không được liên tục là giữ gìn liên tục vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh y giáo phụng hành câu sau cùng của kinh này tính thọ phụng hành chúng ta nhất định phải tin tưởng phải tiếp nhận phải nỗ lực mà làm cho được phụng hành nếu dùng lời hiện tại mà nói thực tiễn ở ngay trong đời sống của chính mình thực tiễn ở công việc thực tiễn ở đối nhân sự thế tiếp vật đây mới gọi là phụng hành mới có thể đạt được công đức lợi ích thù thắng chân thật của Phật pháp tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi A à, Di Đà Phật cẩn dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật